Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với S News. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Một bộ phận fan hâm mộ của nhóm nhạc Blackpink tại Việt Nam mới đây đã có hành động là tấn công tân hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà. Bởi nhiều người đã phát hiện ra rằng trong 4 thành viên của nhóm nhạc Blackpink thì hoa hậu đã không follow Jisoo. Trong những ngày vừa qua, tân hoa hậu Việt Nam năm 2020 là Đỗ Thị Hà đã chiếm trọn sự chú ý của rất nhiều người. Ngay lập tức, tất tần tật mọi thông tin của tân hoa hậu đều được chia sẻ mạnh mẽ trên khắp các mạng xã hội. Mới đây nhất, tân hoa hậu Việt Nam năm 2020 đã bị một bộ phận fan của Blackpink tại Việt Nam tấn công. Cụ thể, nhiều khán giả đã phát hiện ra trong danh sách 187 người ít ỏi mà tân hoa hậu theo dõi trên Instagram cá nhân, Blackpink chiếm những 4 vị trí, gồm tài khoản chung của nhóm, tài khoản cá nhân của Rose, Jennie và Lisa. Tuy nhiên, riêng Jisoo lại không được tân hoa hậu follow. Chính điều này đã khiến không ít Blink quá khích cảm thấy không hài lòng, chỉ trích Đỗ Thị Hà. Một số người khác còn liên tục tấn công Instagram của cô để đòi lại công bằng cho Jisoo. Dưới loạt ảnh của tân hoa hậu ghi nhận được những bình luận như sau. Follow 3 thành viên rồi, một thành viên còn lại đâu rồi? Nghĩ mình là hoa hậu thì thích làm gì thì làm hả? Ôi ngộ nhỉ, mà công nhận một điều, hoa hậu này không xinh bằng những hoa hậu khác trong Việt Nam, nói cho bẽ mặt. Nếu chị là Blink chân chính thì hy vọng chị follow thêm Jisoo ạ. Nếu không mọi người lại nghi chị là OT3. Trái ngược với những bình luận tiêu cực này thì đã có một bộ phận khán giả khác lên tiếng phản bác và bênh vực hoa hậu. Nhiều người cho rằng dù tân hoa hậu có dành nhiều tình cảm cho 3 thành viên còn lại hơn Jisoo thì cũng là một điều quá đỗi bình thường vì đây chính là sở thích cá nhân. Chúng mình là S News và hiện tại thì chúng mình cũng đã xuất hiện trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì đừng quên nhấn vào đường link phía bên dưới.